đổi đời giàu sang nhờ ngày mùng 1 Tết mua đúng 3 thứ này. Gia chủ gánh độc vào nhà, tiền vàng ùn ùn kéo đến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, mỗi dịp Tết đến xuân về thì ai trong số chúng ta cũng cầu mong có được một cái năm mới may mắn, bình an. Và trong cuộc sống, bên cạnh các bạn có người đi đâu thì cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Chẳng cần phải tính toán hay là gì làm đụng mà gì vẫn phát tài phát lộc. Gặp khó khăn thì lại là chuyện đáng mừng, hoặc thậm chí có rất nhiều người mà gặp tai nạn thì cũng chỉ một mình họ được sống sót. Và chúng ta thường phải thốt lên rằng quả họ là những người may mắn. Và may mắn đó có phải là từ trên trời rơi xuống hay không? Và tại sao chỉ một số ít người có được cái may mắn, còn hầu hết mọi người thì lại không có? Và trong cái dịp Tết đến xuân về là một trong những dịp đất trời giao hòa, con người và các vị thần linh sẽ được ở gần nhau hơn. Vậy nên đây là cái lúc mà mọi mong cầu, mọi sự thành tâm của quý vị thì dễ trở thành hiện thực. Và trong phong tục tập quán của người Việt ấy, thì để có được cái may mắn vào cái dịp đầu năm thì nhất định mọi người phải mua những cái thứ sau. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi xem đó là những cái thứ gì. Thứ nhất là mua lửa đầu năm. Thì cũng giống như muối thì người xưa quan niệm rằng đầu năm mua lửa ấy, mua bật lửa, mua diêm, mua bao diêm hoặc là chỉ mua cái bếp ga, bình ga để đem về những cái điều tốt lành cho gia đình. Thông thường thì bật lửa hoặc là diêm ấy được bán kèm theo túi muối hoặc là túi gạo, đúng không ạ? Và được bán nhiều trong cái đêm giao thừa hoặc là trong ngày mùng 1 Tết. Người dân thì sẽ mua những cái túi này vào cái đêm giao thừa hoặc là sáng ngày mùng 1. Nhiều người quan niệm là mua lửa đầu năm ấy thì trăm ngàn cái may mắn. Thì mua lửa từ lâu đã trở thành cái tục lệ không thể thiếu trong những cái ngày đầu xuân năm mới và trong những ngày Tết. Đấy. Người ta quan niệm rằng lửa sẽ đem lại cái sự may mắn, cái sự ấm cúng, cái sự ấm áp cũng như là rước tài lộc về nhà. Vì vậy không chỉ sở hữu cho riêng mình mà mọi người còn gì dành tặng những cái món quà này cho người thân, cho bạn bè với hy vọng là mang lại những cái điều tốt lành cho họ. Trải qua hàng nghìn năm thì dân ta vẫn lưu truyền cái tục là mua lửa đầu năm với cái hy vọng là hái tài lộc về nhà. Thì đây là một cái nét đẹp văn hóa trong cái đời sống tâm linh của người Việt. Lửa thì có màu đỏ tượng trưng cho sự gì tài lộc và sự thành công. Lửa đại diện cho hỏa trong ngũ hành. Lửa là cái yếu tố có nhiều cái năng lượng mạnh mẽ, kiên cường và khó có thể khuất phục. Nó đại diện cho sự nhiệt huyết, cho sự đam mê và cái khao khát thành công. Màu đỏ của lửa ấy là cái màu của quyền lực đấy, cũng là màu của sự may mắn. Cũng chính vì thế mà người dân Việt Nam xem đây là cái biểu tượng của sự may mắn, đặc biệt là trong những ngày Tết âm lịch. Lửa còn giúp là sưởi ấm và mang lại những cái năng lượng tích cực cho gia chủ. Lửa là cái yếu tố quan trọng trong đời sống, nó luôn hiện diện trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày. Lửa giúp ta nhóm bếp, tạo nhiệt và sưởi ấm trong những ngày giá rét. Do đó nó có thể đem lại cái ánh sáng, cái hơi ấm và cái sự hạnh phúc, giúp cho tình cảm gia đình ngày càng hòa thuận, ấm êm. Bên cạnh đó thì mua lửa đầu năm cũng sẽ giúp cho gia chủ thắp sáng được cái tài lộc. Cái việc coi lửa là điều mang lại cái may mắn, dẫn đến nguyên nhân là người ta thì rất kỵ xin lửa vào những ngày đầu năm. Dù chỉ là hộp diêm hay là một chiếc bật lửa nhỏ thì cũng đều được cất gọn gàng để tránh bị gì phải mượn, lấy mất vận may của bản thân. Do đó các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái hộp quẹt để không phải làm cái điều kiêng kỵ này. Ngoài mua bật lửa thì người ta cũng có thể mua diêm để cầu may mắn. Cái sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình ấy thì cũng chính là gì, mua những cái hộp diêm nhỏ nhắn xinh xắn này. Nó vừa tiện dụng và giá thành lại rẻ. Đi đến đâu thì chúng ta cũng dễ dàng thấy những cái hộp diêm này nằm ngay ngắn trên bàn bếp hoặc là trong phòng khách của gia chủ. Tuy nhiên thì những năm gần đây thì diêm đã trở thành một món hàng khá hiếm thấy, mà thay vào đó là những chiếc bật lửa từ phổ thông cho đến cái loại cao cấp. Thì tùy quý vị lựa chọn, đầu năm mua lửa là một cái điều may mắn, vậy nên là quý vị hãy tận dụng cơ hội này. Đó. Thứ hai là mua muối đầu năm. Từ bao năm nay, cứ sáng mùng 1 Tết thì trên các đường phố, trên các ngõ ngách hay là ở những nơi mà cửa đình đền miếu phủ chùa chiền thì những cái túi đựng muối may mắn cũng được bày ra bán cho mọi người. Người mua sẽ không mặc cả và người bán sẽ đong cho một bát muối đầy, có ngọn chứ không phải là gì gạt cho ngang miệng. Đó là dân gian quan niệm rằng mua muối phải có ngọn thì mới mang lại cái sự đầy đủ, trọn vẹn và gì được ấm no cả năm. Dân gian thì vẫn có câu truyền miệng rồi, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, với cái ngụ ý mong muốn tiễn đưa những điều không may mắn của năm. Theo quan niệm truyền thống thì muối là vật có thể xua đuổi tà ma và những chướng khí. Những hạt muối trắng, tinh khiết, thanh sạch sẽ mang lại những điều tốt lành đến cho gia chủ. Đầu năm mua muối với mục đích là gì? Muối thì có cái gia vị mặn, thể hiện cái
tình cảm nó thắm thiết, mặn nồng giữa các thành viên trong gia đình. Nếu đầu năm mà đem muối tặng cho bạn bè, tặng cho đối tác làm ăn, thì thể hiện cái sự mong muốn gắn bó, gắn kết, thắt chặt cái mối quan hệ bền lâu. Nhiều người dân miền Bắc thì tâm niệm rằng đầu năm mà mua muối thì cả năm sẽ làm ăn được phát tài, được may mắn, được thuận lợi và mang lại nhiều cái sự sung túc. Vì vậy, cái đêm giao thừa thì mọi người thường để mua một túi muối nhỏ từ những cái người bán dạo trên đường phố hoặc là tại cửa đình đền miếu phủ chùa chiền, đúng không ạ? Hoặc là những nơi mà tụ tập nhiều người, tập trung nhiều người đi lễ. Đấy. Muối sẽ được đóng thành cái gói nhỏ xinh, có gì có thể cầm được và giá cả cũng khá là rẻ. Thứ ba là hái lộc đầu năm. Thì trải qua hàng nghìn năm thì trong dân gian vẫn còn lưu truyền cái tục là hái lộc đầu năm vào cái dịp năm mới và cái đêm giao thừa. Thì đây đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong ngày Tết, trong đời sống của người Việt Nam. Sau khi cúng giao thừa hay là cái sáng mùng 1 Tết ấy, thì người ta thường đến đình đền miếu phủ chùa chiền để hái một cành lộc nhỏ mang về nhà với mong muốn là được thần Phật linh thiêng ban cho tài lộc, ban cho may mắn suốt một năm. Những cành lộc nhỏ được hái từ các cây mà có sức sống mạnh mẽ như là cái si này, cái sung này, cái xanh này, cái đa này, vân vân. Đấy. Người hái lộc về nhà thì treo trước hiên nhà hoặc là cắm vào cái bình hoa. Có nơi còn treo ở gian giữa hoặc là gì ở cửa ra vào để trừ tà ma, trừ ám khí và có ý báo là gì đã rước lộc về nhà. Ở trong cái thời khắc giao hòa của đất trời thì cái việc hái lộc về nhà là cái điều mà nhiều người rất thích. Điều đó thể hiện cái mong cầu mang về những điều tốt đẹp nhất, xua đi những điều không may mắn trong cái năm cũ, chờ đón một năm mới là an khang thịnh vượng. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý khi hái lộc là hái những cành lá nhỏ mang tính là tượng trưng, chứ không nên là biến tướng thành cái hành vi phá hoại cây xanh, phá hoại cảnh quan môi trường trong dịp Tết. Trên thực tế, không ít người vì nghĩ là đem lộc càng nhiều về nhà thì càng nhận được nhiều cái may mắn, nhiều cái tài lộc cho năm mới, nên đã đi để bắt trụi hết những cành lá của cây ở những nơi đình đền miếu phủ chùa chiền, từ đó gây nên mất mỹ quan. Hãy hái lộc đầu năm theo đúng cái bản chất, đúng cái ý nghĩa mà ông bà ta đã truyền lại, tránh những việc biến cây xanh trở nên sơ sát, cảnh vật chốn linh thiêng thì lại trở nên hoang tàn, bừa bộn chỉ vì gì cái phong tục này. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hàng ngày thì có bao giờ bạn cũng đã tự hỏi là mình đã cố gắng cư xử rất hòa nhã, đúng mực và sống không để mất lòng ai, hay là chẳng làm những điều gì xấu nhưng mà vẫn vướng phải những thị phi với những người khác hoặc những xui xẻo lặt vặt không đáng có hay không? Nếu mà cái việc này nó xảy ra trong một cái thời gian dài ấy, thì quả là không bình thường. Lúc này bạn có thể xem lại những cái vấn đề phong thủy xung quanh mình. Bởi nếu bạn thường xuyên gặp phải vận xui ấy, thì có thể là do linh khí trong nhà nó không được tốt. Và theo phong thủy, có những cái đồ vật mang lại cái điểm xui có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà của quý vị, cũng như là gì cái cuộc sống của mọi thành viên ở bên trong ngôi nhà đó. Vậy nên nếu mà nhà bạn có một hoặc là một vài cái món đồ trong danh sách này thì hãy tống tiễn chúng ngay lập tức để tình trạng xui xẻo bị tán lộc sớm biến mất. Để biết được đó là những cái đồ vật gì thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất là ví rách. Thông thường một chiếc ví mà dùng đến năm thứ tư thì đã chẳng còn vận khí tốt lành nữa và không đem lại cái may mắn cho gia chủ. Và hơn thế nữa, một chiếc ví rách thì chắc chắn sẽ có nhiều cái điểm xấu hơn. Theo phong thủy, nếu mà bạn đang sử dụng một chiếc ví mà bị rách ấy, hoặc bị mòn thì tiền bạc cũng sẽ rơi rớt dần từ cái chỗ rách đó của ví. Nguồn năng lượng tốt lành đầu năm ấy sẽ dần dần biến mất theo cái sự xuống cấp của chiếc ví. Vì vậy, khi chiếc ví của bạn đã dùng được một thời gian dài thì tốt nhất các bạn nên thay đổi để giúp cho bản thân có thể tăng cường cái tài vận. Và các bạn cũng được khuyến khích là nên mua ví vào cái thời gian là vào cái mùa xuân, khoảng từ tháng 12 đến tháng 2 âm lịch, để chiếc ví có thể luôn mang lại cái nguồn thu dồi dào nhất cho gia chủ. Thứ hai là giày hỏng. Thì tương tự như là cái ví rách, giày hỏng cũng là cái vật mà bạn nên tiễn đi sớm nếu không muốn cái tài vận bị dậm chân tại chỗ. Theo quan niệm của người xưa thì giày cũ, giày hỏng tượng trưng cho sự vất vả, cho sự nghèo khó. Trong phong thủy, giày cũ hỏng có thể mang lại những cái ám khí, những cái tà khí và dễ khiến cho gia chủ bị hao tán được cái tài lộc. Còn theo thẩm mỹ thì chúng ta cũng nên vứt bỏ những cái đôi giày hỏng đi. Vì giày đi quá lâu thì trông không còn đẹp nữa, nên chúng ta sử dụng nó mà đi vào những cái dịp trang trọng thì nó sẽ là cái điểm trừ cho cái hình ảnh của chúng ta. Điểm thứ hai là đi giày rất dễ bị hôi chân và thường là do vận động quá nhiều. Nếu mà không để ý kỹ thì rất dễ bị cái mùi hôi của chân làm lộ ra ngoài. Vì trong giày có rất nhiều cái loại vi khuẩn và bụi bẩn rất khó có thể làm sạch. Vì lâu ngày
lâu ngày không đeo. Vậy nên bạn cần phải thay một cái đôi giày mới để mang lại cái nguồn năng lượng mới, năng lượng tích cực hơn, đồng thời loại bỏ những cái ám khí mà có hại cho con đường tài lộc của quý vị. Thứ ba là gì? Đồng hồ chết. Ở trong phong thủy, những đồ vật đã hư hỏng không nên giữ lại trong nhà. Đồng hồ chết cũng chính là một trong những trường hợp điển hình. Vốn dĩ, đồng hồ vốn tượng trưng cho sự sống, cho dòng chảy của sinh mệnh, cho dòng chảy của thời gian. Khi đồng hồ ngừng chạy sẽ mang hàm nghĩa của sự mất mát, tạo ra cảm giác tang tóc, không có sức sống. Vì vậy, khi chiếc đồng hồ nhà bạn sử dụng ấy bỗng nhiên bị vỡ, bị hỏng là một điềm báo là không tốt. Và khi hiện tượng này xảy ra thì các bạn và thành viên trong gia đình cần phải hết sức cảnh giác. Ngoài ra, việc lưu lại một chiếc đồng hồ chết, hỏng hoặc vỡ trong nhà ấy, thì cũng là một điều tối kỵ. Theo phong thủy, nếu như có món đồ này thì bạn cần phải loại bỏ chúng để tránh những âm khí và những xui xẻo vào nhà. Thứ tư là xương của động vật và đầu động vật hoang dã. Có không ít những người chọn sừng hươu, sừng tê giác hoặc là da báo, thậm chí là nanh hổ, thậm chí là tượng đầu trâu, đầu ngựa để trang trí cho khu vực phòng khách hoặc là cái phòng công năng của mình để thể hiện cái sự quyền uy và sự sang trọng. Nhưng thực tế thì các loại sừng, đầu và da của động vật nếu mà là hàng thật, nghĩa là gì? Chúng được làm từ động vật đã chết nên tạo ra những nguồn âm khí gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh của bạn. Còn nếu mà chúng là hàng giả thì cái hình ảnh cũng tượng trưng cho cảm xúc tiêu cực, cảm xúc sợ hãi khi mà nhìn vào. Còn về mặt phong thủy ấy, những vật này thì coi như là cái vật gì chứa tà khí, chứa âm khí, mang lại những cái điểm không tốt cho gia chủ. Vì vậy khi mà trang trí trong nhà ấy, thì gia chủ nên tránh bày những cái loại này. Thứ năm là gương vỡ. Ở trong phong thủy, gương chính là một cái vật linh thiêng, có tác dụng là trừ tà, xua đuổi tà ma. Từ xưa thì gương ấy được quan niệm là cái vật phản chiếu lại những linh hồn của chúng ta. Vì vậy, vô tình làm gương vỡ là cái điềm báo dành cho bạn. Với người Việt thì đây là một cái điều rất kỵ vì nó mang lại một cái nguồn năng lượng xấu, làm cho lương tâm bị bất an, lo âu và có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái vận trình của cả gia đình. Người ta tin rằng gương là một công cụ để trừ tà. Khi ma quỷ nhìn vào trong gương ấy, sẽ thấy được cái hình ảnh hung dữ, dữ tợn, nên là sẽ khiếp sợ mà bỏ đi. Và khi gương vỡ, tức là thì ma quỷ đã phá vỡ được cái vật trừ tà, nên từ đó chúng sẽ thì lộng hành và mang đến những điều xui xẻo, những điều bất lợi, những điều bất hạnh cho gia chủ. Thì ngoài ra, những mảnh gương vỡ thì cũng rất nguy hiểm, cạnh của chúng rất sắc bén nên có thể gây ra những thương tích nếu mà khi chúng ta chạm phải. Vì vậy, ngoài cái yếu tố tâm linh thì trên thực tế khi mà gương vỡ thì chúng ta cũng không nên sử dụng mà cần phải vứt chúng đi để cho an toàn. Thứ sáu là chậu cây cảnh có gai. Khi mà lựa chọn cây cảnh đặt trong nhà thì các bạn nên tránh các chậu cây có gai góc hoặc là có hàm nghĩa là không tốt về cái mặt phong thủy. Bởi vì nó tượng trưng cho cái cuộc sống có nhiều khó khăn, có nhiều chông gai. Như là cây lô hội này, cây xương rồng, còn cây nắp ấm, v.v. Đây là những loại cây mà không nên đặt trong phòng khách, mà chỉ nên trồng ở ban công với cái ý nghĩa là xua đuổi tà khí ra khỏi nhà mình. Bởi những cái cây sắc nhọn ấy, thì dễ gây cảm giác không an toàn và khó chịu khi mà để trong phòng khách, trên bàn làm việc. Nó sẽ khiến cho gia chủ gặp những chuyện thị phi và gì dễ làm phật ý, dễ làm mất lòng người khác. Hơn nữa, chúng còn mang theo cái nguồn năng lượng tiêu cực, kém may mắn, điều khiển cuộc sống của các bạn rơi vào những cái cảnh là bấp bênh, nợ nần. Thứ bảy, cuối cùng là những cái đồ cổ mà không rõ nguồn gốc. Nhiều người hay bày cái đồ cổ trong nhà cũng vì sở thích cá nhân, hoặc cũng có thể là nghe được cái tác dụng phong thủy của những cái món đồ cổ đó. Tuy nhiên thì dù với bất cứ cái lý do gì, thì ngay từ hôm nay các bạn không nên bày những cái vật này trong nhà. Bởi theo các chuyên gia phong thủy đã lên tiếng cảnh báo rằng những cái đồ cổ này chính là những cái vật dẫn rước cái sự xui rủi vào trong gia đình nhà mình. Những đồ cổ không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ, còn được gọi là đồ cổ hay là sát vật, đấy, chúng mang đến những cái trường khí xấu, kèm theo là một lượng lớn vi khuẩn đã có hại. Bởi hầu hết những cái đồ cổ được chôn ở đất đã lâu, đặc biệt là chôn những đồ mà chôn ở dưới mộ, dưới nghĩa địa, nghĩa trang, thì trải qua rất nhiều đời của chủ nhân, nên là gì? Cái tà khí, ám khí của nó rất là mạnh. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái mẹo để thu hút tài lộc chưa may mắn trong cái năm 2023 năm Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.